Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng viết: một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Vì hôm nay là con được cùng các bạn đại diện cho trường mình được đi dự thi cùng các trường khác. Khi mà con nói là con tập múa để nhảy đi thi chương trình này thì mình cảm thấy rất là tự hào. Giống như con mình cũng đóng góp được một chút gì đó cho thành phố gì đó. Em cảm thấy thật sự rất là vui, rất là hạnh phúc vì được đại diện cho giáo viên mầm non của thành phố Thủ Đức lan tỏa không khí xuân cho đến cho tất cả mọi người. Tết đến xuân về thì tất cả các trường ở thành phố Thủ Đức tập hợp lại tại công viên bờ sông Sài Gòn với rất nhiều là tiết mục dân tộc, mặc bà ba, rồi như tụi em là đồ dân tộc, là thể hiện cái sự mà tinh thần yêu nước của tất cả các bạn trẻ. Có thể thấy bầu không khí cuồng nhiệt của tuổi trẻ đã tô điểm sắc xuân tại công viên bờ sông Sài Gòn thêm phần rực rỡ. Các bạn trẻ không giấu được niềm vui, sự phấn khởi khi đây là lần đầu tiên thành phố Thủ Đức tổ chức ngày hội liên hoan nhảy flash mob trong dịp xuân Giáp Thìn 2024. Các đội đầu tư trang phục thể hiện chủ đề đa dạng về tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam. Cái giai điệu dân gian của người miền núi không chỉ đó là những giai điệu dân gian mà trong đó còn những cái hip hop vui vẻ nữa. Thể hiện được cái bản sắc dân tộc của người Việt Nam mình cũng như là nói chung và người miền núi nói riêng. Hôm nay trường em cũng mang tới chương trình một tiết mục khá là thú vị liên quan tới miền Tây Nam Bộ, đó là rồi nâng cái ly lên. Em không phải là người miền Tây nhưng mà em rất là thích miền Tây nên là mang đến với mọi người là bản sắc nè, văn hóa và những con người miền Tây. Chất phát thật thà muốn lan tỏa đến mọi người nhiều hơn để mọi người tiếp cận về miền Tây nhiều hơn. Mình biểu diễn gồm hai bài hát, một bài hát nói về giáo viên thành phố Thủ Đức và một bài hát nói về niềm tự hào của người con gái Việt Nam. Và mình là rất là tự hào là người con gái Việt Nam và đặc biệt là người con gái của thành phố Thủ Đức ạ. Như là cái chủ đề liên hoan lần này, sức bật thành phố trẻ, cái khát vọng của thành phố Thủ Đức là làm sao thật sự phát triển một cách mạnh mẽ, đặc biệt là đối với lại tầng lớp trẻ, các bạn thanh niên, các em học sinh, đó là những cái tầng lớp mà kế thừa giúp các em nhận thấy, đóng góp vào cái hoạt động chung của thành phố Thủ Đức. Liên hoan nhảy flash mob diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2 là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng của thành phố Thủ Đức chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Những tiết mục văn nghệ flash mob đặc sắc đã mở đầu cho một mùa xuân thành phố đầy sắc màu rực rỡ. Mùa xuân là cái mùa khởi đầu của một năm. Bài trình diễn của tụi em thì nó sẽ mang năng lượng sức trẻ và truyền đến rất là nhiều người. Tại vì ở đây là cũng là một khu công cộng rất là lớn thì sẽ lan tỏa rất là nhiều thông điệp, sẽ mở đầu một năm thuận lợi và phát triển.